Pre-con. Ok, chúng ta bắt đầu vào chuyên đề thứ hai về câu điều kiện. Ở đây các bạn sẽ có 3 loại câu điều kiện. Câu điều kiện loại 1 là điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Thì với câu điều kiện nó sẽ có hai vế các bạn nhé. Đó là hai mệnh đề, đó là mệnh đề điều kiện đấy, if law và mệnh đề chính main law đấy. Ví dụ như là nếu tôi làm cái gì đấy, thì nó dịch như vậy đúng không, đấy là mệnh đề điều kiện thì tôi như thế nào đấy các bạn. Đối với loại một nhé, điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, công thức thì khẳng định chủ ngữ cộng động từ nguyên thể hoặc động từ chia và thể hiện tại đơn. Nghĩa các bạn thấy là thì của mệnh đề điều kiện câu điều kiện loại một là hiện tại đơn. Okay. Phủ định của nó là đôi hoặc đa phần cộng động từ nguyên thể. Đấy. Tiếp theo mệnh đề chính đấy, có nghĩa là mệnh đề thì đấy. Ở mệnh đề này công thức là chủ ngữ cộng tương lai đơn will này hoặc can hoặc may cộng động từ nguyên thể. Phủ định thì có thể là won hoặc là can't cộng động từ nguyên thể. Đó là điều kiện loại một. Theo chúng ta sẽ thấy ở đây để xem một chút xem là có cái nào có câu điều kiện loại một không nhỉ. Trong bài tập thì chúng ta sẽ có. Ok, chúng ta học tiếp nhé. Câu điều kiện loại 2. Điều kiện loại 2 là điều kiện không có thật hiện tại. Đấy, không có thật hiện tại này. Mệnh đề điều kiện if clause nó sẽ là chủ ngữ cộng thì quá khứ đơn, có nghĩa là động từ thêm đuôi ed hoặc là cột 2. Phủ định của nó sẽ là đất đơn cộng với động từ nguyên thể. Còn riêng những cái động từ to be nhé, thì dù là chủ ngữ là số ít hay số nhiều thì nó đều chia là were đối với khẳng định hoặc weren't đối với phủ định. Tiếp theo là cái mệnh đề chính đấy, là chủ ngữ cộng would, could, should cộng động từ nguyên thể. Đấy. Đấy. Thế thì chúng ta thử một câu đây này, các bạn nhìn này. Nếu tôi giàu, đúng không? Tôi sẽ giúp bạn. Đây là một câu điều kiện loại 2. Thì các bạn thấy có phải là mệnh đề if đúng không? Mệnh đề điều kiện nó sẽ chia ở thì quá khứ đơn, đúng không? To be đây là vua, 4 chữ này. Và mệnh đề chính là would cộng động từ nguyên thể đây, would have you. Đấy. Nếu tôi giàu, tôi sẽ giúp bạn. Thế thì có phải là điều kiện này là không có thật ở hiện tại đúng không? Hiện tại thì ví dụ như là một ông đang nghèo đúng không? Đấy, cũng bảo là nếu anh giàu thì anh sẽ cưới em thì đấy. Đấy, thì từ cái này nhé, điều kiện này 2. Ok. Tiếp theo là điều kiện loại 3. Thì đơn giản thôi, điều kiện không có thật ở trong quá khứ. Công thức của chúng ta là mệnh đề if, mệnh đề điều kiện ấy, là chủ ngữ cộng quá khứ hoàn thành. Có nghĩa là had cộng phân từ 2 đối với thể khẳng định hoặc had been cộng phân từ 2 đối với thể phủ định. Mệnh đề chính thì chủ ngữ cộng would hoặc should cộng have cộng phân từ 2 thể phủ định, những would been hoặc would been cộng have cộng phân từ 2. Đây các bạn thấy này, câu ví dụ cụ thể này. Đây, nếu tôi biết cô ấy, đấy, tôi đã kết bạn với cô ta. Đấy, nếu tôi đã biết cô ta, tôi đã kết bạn với cô ta rồi. Đấy.
cái này kể lại đúng không? Trong quá khứ thì nó không có thật, trong quá khứ này bạn sẽ dịch dựa trên câu cụ thể. Ok, đó là ba loại câu điều kiện. Tiếp theo nhé các bạn này, chúng ta sẽ dùng từ unless. Đây là những cách khác diễn ra câu điều kiện, dùng từ unless thì tương đương với if 3.not, có nghĩa là nếu không, đúng không? Hoặc là trừ khi nhé. Đấy, các bạn có thể ghi cái nghĩa từ này, unless này có nghĩa là nếu không hoặc là trừ khi. À, cái tính. Ví dụ này, nếu bạn không học tập chăm thì bạn không thể kiếm được nhiều tiền để trang trải cuộc sống. Thế thì các bạn thấy này, cái này nó chia, đây là câu điều kiện loại mấy đây? Xin mời Quỳnh. Đây là chia câu điều kiện loại mấy? Dạ. Đây, câu này đây là đang loại mấy đây? Câu điều kiện loại mấy? Câu điều kiện loại 1. Đúng rồi, đấy là không. Loại 1 chúng ta xoay lại nhé. Có thể xảy ra hiện tại và tương lai thì chúng ta thấy có ý rồi. Nếu bạn không học, không làm việc chăm chỉ, bạn không thể kiếm đủ tiền thì đấy, có thể xảy ra đúng không? Tức là ví dụ như hiện tại là đang lười đúng không? Nhưng mà vẫn còn tí tiền đấy. Nhưng mà bây giờ cứ lười suốt thì có thể là sau này là sẽ không có đủ tiền đấy, mình hiểu. Cái ý nghĩa câu loại 1 như thế là có thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai. Rồi. Đấy. Vậy thì cái này nếu mà dùng từ unless thì sẽ viết như thế nào? Đây. Ly làm được không? Câu này viết từ unless sẽ làm được không? Unless that doesn't would help me. You can earn enough money for you living alone. Unless you work hard, đúng chưa? Unless nó bằng if not luôn rồi, tức là nó sẽ thế luôn cho if và cái don't này đúng không? Thì unless tức là nếu không, đúng không? Nếu bạn không, unless you work hard. Đấy. Phải để về sau viết y nguyên. Ok chưa? Chúng ta ơn không thay đổi. Rồi, tiếp theo các bạn nhìn này. With now nó cũng bằng if not, có nghĩa là không có nhé. Hệ dịch là không có. Ví dụ nhé, nếu không có nước, không có nước, cuộc sống sẽ không thể tồn tại. Thế thì tại sao câu này lại chia điều kiện loại 2? Xin mời Ly. Tại sao câu này lại chia loại 2? Giờ ở quá khứ nó không xảy ra. Nó không có thật ở hiện tại. Không. Thế bây giờ em thấy là ở hiện tại thì lúc nào sẽ có nước đúng không? Thì đây tự nhiên thằng này nó lại nói là nếu như mà không có nước thì không, cuộc sống sẽ không tồn tại, thì có phải trái ngược với thực tế của hiện tại đúng không? Làm gì có quá khứ nào ở đây đúng không? Đấy thì nó phải loại 2, phải hiểu sâu như thế để mà làm bài. Vậy thì câu này nếu viết if thì viết như thế nào? Ít, nếu không này. Cái này chúng ta sẽ viết như thế nào? Đây, mình làm mẫu cái này cũng sẽ phải tư duy đấy. Đây. Thì cũng đơn giản thôi, nếu không có xe đúng không, không có thì câu này
phải chắc chắn là loại 2 rồi, đúng không? Không thể y được, đúng không? Đấy, các bạn thấy trái ngược hiện tại, there weren't, nếu không có một chút nước nào. Hoặc là như này chưa nhỉ? Đây, đeo của mình. Any water, đúng không? Nó không có nước, đúng không? Bất kỳ chút nước nào, đúng không? Phải. Sau các bạn sẽ chép lại line này. Wooden. Câu này hơi khó chút. Uzi. Thế thì Zera, đúng không? Các bạn thấy thầy thẳng hiện tại là Zera, đúng không? Tự Zera many people, đúng không? Có nhiều người, đúng không các bạn? Không có nhiều người thì Zera, Zeran any, đúng không? Any people, không có, không có bất cứ người nào. Đấy. Thì không có bất, không có chút nước nào cả. Nếu không có, không có nước mà ở đây là loại hai thì phải there weren't any water. Rồi chép lại cái sau. Các bạn ghi lại chưa? Rồi ạ. Ghi lại đi nhá. Này khó lắm. Tiếp. Bây giờ này mới đến là những kiến thức quan trọng này. Có thể diễn tả có điều kiện mà không cần dùng if hay unless bằng cách đảo ngữ, đây đảo ngữ này các bạn. Ví dụ với câu nếu tôi giàu tôi sẽ giúp bạn, thì cái vế if này các bạn nhìn này, nó đảo ngữ diễn ra thường cái vế if này, thì bây giờ nó lại đảo lên là were I rich phải I would have you. Đấy, nếu tôi giàu, cái này khi nó viết như này các bạn biết là nó đảo ngữ, thì nó sẽ cho cái trợ động từ lên cộng chủ ngữ. Đấy. Sẽ cho trợ động từ lên nhé, các bạn thấy đây này. Hoặc là cái thứ hai các bạn thấy này, cái câu điều kiện loại 2, nếu tôi đã biết cô ta, nếu tôi biết cô ta, tôi đã kết bạn với cô ấy, thì đây là các bạn thấy if I had known, đúng không? Thì nó sẽ đảo cái trợ động từ này, các bạn nhìn thấy had, đấy, và nó bỏ if đi, had I known her phải I would. Cái này có hiểu không? Đấy, tùy nhé, ví dụ này có thể ghi như này cho nó tạp ngữ nhé. Ví dụ nhé, cái thứ nhất nhé, câu thứ nhất này. Đấy, thì chúng ta nó sẽ cho là vua cộng chủ ngữ cộng 3 chấm. If cộng chủ ngữ cộng vua cộng 3 chấm. Mọi người nốt vào đây nhé, đấy để nó dễ hiểu, đúng không? Còn cái thứ hai head này cộng với lại chủ ngữ cộng cái gì đây, phân từ hai đúng không, với p thì chính bằng if cộng chủ ngữ cộng head và cộng pp phân từ hai. Đấy, cũng đơn giản nữa. Đấy, các bạn ghi cái đảo ngữ đấy thì mình có thể nhớ máy móc luôn. Đây các bạn nhìn này, if you should run into, đúng không? Nếu bạn đấy nên chạy tới Peter
hãy nói với anh ta gọi lại cho tôi. Thì nó đã đảo rồi. Should you run? Đấy các bạn nhìn này. To Peter phải theo hiệp nhé. Ok. Ghi hết rồi đúng không? Vâng. Tiếp theo đối với cái chú ý thứ hai, các bạn phải để ý này. Có thể kết hợp điều kiện lại 2 và điều kiện lại 3 trong một câu. Ví dụ các bạn thấy này. Nếu tối qua tôi không thức khuya, đúng không? Nếu tối qua tôi không thức khuya. Rồi, thì bây giờ tôi đã không mệt. Thì các bạn thấy cái dấu hiệu đúng không? Cái mệnh đề ít đúng không? Thì nó ở quá khứ thì nó nhận loại 3 đúng không? Thế nhưng mà nó lại dấu hiệu hiện tại đúng không? Cái vế tiếp theo lại tức là nó hỗn hợp, đây là câu điều kiện hỗn hợp. Vậy có cái kết quả hiện tại đây, bây giờ tôi mệt thì nó lại ở loại 2 nhá, cái này chú ý nhé, để kết hợp đấy. Thể ý này 2 chứ. Thể ý thì này không dính vào hỗn hợp. Đấy, tức là loại 2 và loại 3 này là loại hỗn hợp đấy, sẽ có tiếp. Nếu bạn không đói. À đâu, bạn sẽ không đói. Các bạn nhìn, bạn sẽ không đói nếu bạn đã ăn sáng. Đấy, nếu bạn ăn sáng vào sáng nay. Thế thì các bạn thấy đúng không? If có thể nó viết sau. Hoặc có thể nó ở đằng trước. Đây các bạn nhìn nhé. Đấy, nó phải linh hoạt. Ngôn ngữ là nó phải mềm mại như vậy. Đấy, trong trường hợp này là nó viết thì mình phải nhìn xem là if, mệnh đề if với mệnh đề chính như thế nào. Rồi, thì các bạn thấy này, bạn sẽ không đói nếu sáng nay bạn có ăn. Thế thì sáng nay nó diễn ra rồi đúng không các bạn? Thì rõ ràng mệnh đề này nó phải chia quá khứ, mà loại 3 quá khứ thì là thì hiện đại hoàn thành, gọi là have cộng phân từ 2. Phân từ 2 của have là have, đúng không? Have, have. Tiếp. Bạn sẽ không đói tức là hiện tại thì đang đói đúng không? Các bạn hiểu ý câu này. Thì bạn sẽ không đói có nghĩa là trái ngược với hiện tại đúng không? Thực tế ra là cái người này sáng nay không ăn, cho nên bây giờ đang đói thì bảo là bạn sẽ không đói nếu sáng nay bạn ăn. Hiểu rồi đúng không? Điều kiện nó như thế, logic. Tiếp. Ý 3. Đôi khi thì hiện tại đơn được dùng cho cả hai mệnh đề của câu điều kiện để diễn tả sự thật hiển nhiên. Đấy, sự thật hiển nhiên. Và nó gọi là câu điều kiện lại không. Zero conditional. Tức là cả hai vế đều dùng hiện tại đơn nếu một sự thật hiển nhiên. Các bạn thấy này. Ví dụ, if we don't water the flower, phải dây đai. Câu này, nếu chúng ta không có tưới nước cho những đóa hoa kia, chúng chết. Đấy, thì nó không nói là dây will die đâu, nó cũng nói luôn là dây die vì nó sự thật đúng không? Không tưới nó sẽ chết thôi, cây đang rất héo rồi không tưới nó chết. Đấy là sự thật hiển nhiên đúng. Thì cái loại không hai mệnh đề. Rồi tiếp, chú ý thứ tư, mệnh đề chính trong câu điều kiện loại một có thể là một câu đề nghị hoặc lời mời. Đấy, đây nhé các bạn nhìn này. Nếu bạn nhìn cái Peter ở cuộc họp, phải làm ơn nói với anh ta trả lại quyển sách cho tôi. Thế thì có phải là đây, cái chỗ if thì nó vẫn chia theo là điều kiện loại một rồi đúng không? Nhưng mà cái vế đằng sau nó là một cái câu đề nghị đúng không? Lee theo him. Đấy thì nó, đó là một câu đề nghị lời mời thôi. Tiếp. If you are free now, nếu bây giờ bạn rảnh, phải này, have a cup of coffee with me, uống cà phê với tôi. Đấy, đây là một câu mời. Have a cup of coffee. Nha, phải để ý tất cả những chú ý này nhé. Tiếp theo này.
tức là cách đổi từ if sang unless. Cái này rất dễ, các bạn thấy if thì các bạn biết nghĩa là gì, là nếu đúng không, unless có nghĩa là nếu không hoặc là trừ khi, if là ở thể khẳng định thì unless khẳng định. Đấy, động từ trong mệnh đề chính đấy, main đấy, mệnh đề main đổi sang phủ định. Ok, if mà phủ định thì unless mệnh đề chính không thay đổi. Đây các bạn thấy này, ví dụ nhé, if we had more rain our crops would grow faster. Nếu chúng ta có nhiều mưa hơn, đúng không, thì cây trồng sẽ phát triển nhanh hơn. Thực tế nếu mà câu này đã chia lại hai, có nghĩa là thực tế đang hạn hán, đúng không các bạn? Đấy, thế thì unless có nghĩa là nếu không. Đấy, thì viết lại như thế nào? Unless, đây các bạn thấy này, đây là câu khẳng định, thì vế của unless vẫn khẳng định. Unless we had more rain. Đấy, nếu chúng ta không có nhiều mưa. Đấy, chúng ta dịch như thế nhưng mà vẫn giữ nguyên, đúng không? Phải này, our crops, mệnh đề chính đổi sang phủ định, nghĩa là wouldn't. Đấy, cái này có nghĩa là chia phủ định, grow faster, có nghĩa là nếu chúng ta không có nhiều mưa, phải cây trồng của chúng ta sẽ không phát triển nhanh, đúng chưa? Các bạn hiểu rất dễ đúng không? Đấy, soi này rất chuẩn này. Câu tiếp theo nhé, if phủ định này, nếu chúng ta không, nếu cô ta không học tập chăm chỉ, phải cô ta sẽ trượt. Thì nếu cô ta không học tập chăm chỉ, cô ta sẽ trượt thì giữ nguyên này. Đấy, phủ định thì giữ nguyên, ghép giữ nguyên, nhàn quá đúng không? Cái chú ý cuối cùng các bạn thấy này, dạng câu mệnh lệnh. Đấy, cộng o cộng với mệnh đề. Đấy, thì nó sẽ viết lại như nào? Nó sẽ viết thứ nhất ấy, là nó sẽ là câu điều kiện lệnh một. Đấy, và giữ nguyên cái mệnh đề sau đó. Đây các em thấy này, câu điều kiện lệnh một thì cái mệnh đề if chỉ ở hiện tại đơn. Đối với hiện tại đơn thì động từ chính như thế nào? Trợ động từ của nó phủ định này như thế nào? If you don't, đây nó ghi luôn này. Đây các bạn thấy ví dụ này, có một câu mệnh lệnh như này nhé, be careful or you will cut yourself, cẩn thận hoặc là bạn sẽ cắt vào tay của bạn đấy. Thì câu này chúng ta biết là if you are, đúng không, careful à, biết là đến lúc làm bài tập thì chúng ta sẽ đây nhá, if you này có phải câu này nhá, đúng theo công thức này. Và các bạn thấy be đúng không, be phải chia là an đúng không, if you are cộng với tính từ ở đây chúng ta là tính từ careful, if you are careful. Phải cái mệnh đề sau ghi lại, you will cut yourself, nếu bạn không cẩn thận bạn sẽ cắt vào tay. Thì cái câu này viết lại tương đương với câu là cẩn thận nếu hoặc là bạn sẽ cắt vào tay của bạn. Tiếp theo, go away or I will call the police, có nghĩa là gì? Đi đi, không tôi sẽ gọi, hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Nếu bạn không đi, if you don't go away, phải I will call the police, dễ đúng không? Đấy, tương đối là ổn. Tìm chỗ stop recording cái đã.